Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2023, Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lạm phát cấp phó chỉ có ở xứ ở Đông Lào. Tại sao Việt Nam cấp phó? Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu. Nhà quan sát bình luận rằng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ôm nhiều việc vì muốn lãnh đạo toàn diện và không muốn san sẻ quyền lực nên mới sinh ra nhiều người phó là khâu giúp việc trung gian. Mô hình này chứa nhiều điểm bất lợi. Chính phủ Đức chỉ có một phó thủ tướng, chức vụ phó thủ tướng trong chính phủ Nhật Bản lúc có lúc không tùy theo ý nguyện của thủ tướng. Và hiện tại thì chính phủ Nhật không có phó thủ tướng. Còn ở xứ Cộng sản Việt Nam thông thường có 5 đến 6 phó thủ tướng, nhiệm kỳ này trong cố gắng cắt giảm biên chế chỉ còn 4 phó thủ tướng và tương tự như vậy thì các bộ trưởng Việt Nam thông thường có từ 4 đến 6 thứ trưởng, trong khi các nước số lượng thứ trưởng rất ít. Các chủ tịch tỉnh cũng có rất nhiều cấp phó, các ban ngành rất nhiều cấp phó và các vụ, các sở, các phòng đều rất nhiều cấp phó. Cấp phó nhiều không chỉ ở các cơ quan quản lý hành chính mà căn bệnh cấp phó còn lây lan sang các cơ quan của đảng, đoàn, thanh niên, phụ nữ và các hiệp hội, thậm chí cả các tổ chức tự nguyện và đâu đâu cũng điệp điệp trùng trùng cấp phó. Chính cấp phó là một trong những cụm đình khó nhổ nhất của bài toán giảm biên chế trên toàn quốc thì nếu mỗi vị trí chỉ có một cấp phó thì bài toán giảm biên chế đã được giải quyết và tại sao ở Dữ Cộng Sản Việt Nam lại trùng trùng điệp điệp cấp phó đến mức thành thói quen truyền thống và thậm chí ở những cơ quan thì sáng sách ô đi chiều sách ô về chẳng phải làm một cái gì cả nhưng vẫn có rất nhiều cấp phó trước hết thì cơ cấu của nhà nước của xứ cộng sản việt nam được tổ chức theo mô hình nhà nước liên xô và đó là mô hình nhà nước lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương cho đến địa phương thủ tướng bộ trưởng không còn chỉ là chính khách mà là đại diện chủ sở hữu và không chỉ là lãnh đạo bằng đường lối chính sách mà còn lãnh đạo trực tiếp qua các quy định tác nghiệp nếu làm việc đúng nghĩa thì vừa là ông chủ vừa là đầy tớ cho nên thủ tướng chính phủ bộ trưởng ở việt nam có vai trò và chức năng khác với các vị trí tương ứng ở các nước khối tư bản chủ nghĩa thủ tướng bộ trưởng ở việt nam phụ trách công việc ở phạm vi rộng hơn và nhiều việc tác nghiệp hơn bộ trưởng ở việt nam có phạm vi công việc rộng hơn so với vị trí tương ứng với các nước khối tư bản chủ nghĩa không có nghĩa là tổ chức bộ của Việt Nam khoa học hơn hay các bộ trưởng Việt Nam làm việc nhiều hơn giỏi hơn mà ngược lại phải đặt câu hỏi làm thế nào để có bộ máy tinh giản như các nước khác. Chính cấp trưởng ở xứ Cộng sản Việt Nam ôm quá nhiều việc vì muốn lãnh đạo toàn diện và không muốn san sẻ quyền lực nên mới sinh ra nhiều cấp phó là khâu giúp việc trung gian và mô hình này chứa nhiều điểm bất lợi. Một mặt, cấp phó chỉ là giúp việc phải chính cấp trưởng phê duyệt nên bản chất cấp phó không có thực quyền và không chịu trách nhiệm nên không toàn tâm suy nghĩ và không toàn sức để mà hành động ở mặt khác thì cấp trưởng giành quyền quyết định nhưng lại dựa vào trí tuệ và sức lực cấp phó nên ý tưởng không phải của mình biện pháp không phải của mình và tổng hợp hai mặt lại hiệu quả của công việc kém đã đành mà tài sản cũng nguy cơ bị thất thoát lớn cấp phó đang là một khâu trung gian và không có lợi cho cả cấp trên lẫn cấp dưới, bởi vậy phải bỏ khâu trung gian cấp phó mà tự mình chịu trách nhiệm và đồng thời giao bớt quyền cho cấp trưởng bậc dưới tiếp theo, bắt cấp trưởng bậc dưới tiếp theo phải trực tiếp suy nghĩ và trực tiếp hành động, trực tiếp chịu trách nhiệm thì bộ máy sẽ tinh giản và hiệu quả công việc sẽ được nâng lên. Ở một mặt bằng khác, khắp mọi nơi và nếu như mà giảm cấp phó chỉ còn một vị trí thì đó là cuộc cách mạng đích thực về tổ chức và nhân sự nhưng sẽ có lớp lớp làn sóng điệp trùng trùng phản đối giảm cấp phó phản đối đầu tiên đến từ cấp trưởng chứ không phải là từ cấp phó vì nhiều cấp trưởng không đủ năng lực để gánh vác công việc và đã quen chỉ tay chỉ biết nhờ vào cấp dưới chẳng ai dạy gì bớt đi người giúp việc mà không phải trả lương và nếu như mà mỗi cấp phó đều do cấp trưởng trả lương từ túi tiền của mình làm ra thì đã không có nhiều cấp phó đến như vậy lại càng không phải là cấp phó đang tại nhiệm mà là các nhân sự khác nhưng còn một lý do quan trọng không kém để cho cấp trưởng trở thành lực cản trong cắt giảm cấp phó, cấp trưởng bám vào mô hình hiện hành và không chỉ dựa vào trí tuệ và sức lực cấp dưới mà còn có mục đích rũ bỏ trách nhiệm đã bao nhiêu cấp phó thừa lệnh cấp trưởng, ký văn bản rồi ngậm đắng nuốt cay chịu kỷ luật, trong khi cấp trưởng thì vẫn vô can. Nhìn xa thêm nữa là trách nhiệm của người bổ nhiệm. Đơn giản như hai vị phó thủ tướng vừa mới bị kỷ luật nhưng ngài thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính thì lại không bị gì, mặc dù thì trình độ của ông Phạm Minh Chính chẳng ra cái gì cả, ông ta học ở bên tình báo của công an nhưng về làm một người liên quan nắm toàn bộ về tiền bạc của cả một đất nước thì làm sao có thể quản lý được. Rất nhiều cán bộ cấp cao đã bị kỷ luật nhưng chưa nhìn thấy trách nhiệm pháp lý của người bổ nhiệm hiển nhiên là trùng trùng điệp điệp đội ngũ cấp phó sẽ phản đối và họ phản đối không chỉ vì mất chức sụt giảm bồng lộng và đóng cửa đường thăng tiến mà quan trọng hơn nữa là cấp trưởng không bố trí được công an việc làm thích hợp cho họ Công cuộc giảm biên chế sẽ thêm thuận lợi khi mà cấp trưởng nhìn rõ các mục tiêu của giảm biên chế. Giảm biên chế không phải loại bỏ nhân sự khỏi biên chế mà là tìm thêm việc mới cho nhân sự và sao cho mang lại được nhiều lợi ích hơn cho xã hội, cho cá nhân và gia đình của các nhân sự. Cắt giảm cấp phó còn liên quan đến một chính sách lớn quan trọng khác của chính phủ, đó là chính sách sáp nhập bộ ngành tỉnh thành, quận, huyện, xã phường. Trong mong muốn thì cắt giảm biên chế, chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ đưa ra các biện pháp cắt giảm biên chế mà vũ khí mang vai trò chiến lược là sát nhập. Hiện chưa sắp nhập các tỉnh nhưng sắp nhập các xã thì đang được triển khai trong thực tiễn. Chúng ta đã có những bài học thất bại đau xót của sách lược sắp nhập trong quá khứ, nhưng chúng ta không thức tỉnh. Và ấy là vì mỗi người khi mà được ngồi vào bàn cờ không đủ tầm để nhìn thấy sai lầm của người tiền nhiệm. Đợt sát nhập quy mô lớn trên toàn quốc sau năm 1975 với bao nhiêu là tốn kém đã phải kết thúc bằng chiến dịch tách tỉnh ở thập niên 1990 ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển chưa đến mức quá lớn nhưng đã phải thiết lập thành phố Thủ Đức trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tại sao lại sắp nhập xã huyện tỉnh Tiêu chí chẳng hạn như là 8.000 dân để có quyền trở thành một xã là tiêu chí không có căn cứ khoa học vì vài chục năm sau dân số tăng lên 16.000 dân thì lại tách xã hay là chăng và cũng như là tiêu chí ví dụ như là phải lớn đến 5.000 km thì mới được thành lập tỉnh hay một tỉnh không rộng quá 20.000 km cũng không có căn cứ khoa học. Bởi vì nếu như mà chiếu theo như vậy thì Trung Quốc hay là Nga phải băm nát đất nước của họ ra và các tiêu chí về khoảng cách cũng không bền vững về khoa học và cho nên thì đừng bàn về các tiêu chí đó trong sáp nhập hành chính, đừng nghĩ cứ dựa trên số liệu, số học là có tính khoa học. Thành ủy Hà Nội đã phải đau đầu khi mà bắt buộc một số cán bộ thành ủy rời trụ sở bên Hồ Hoàn Kiếm để xuống Hà Đông làm việc cho trụ sở thành ủy Hà Đông có hơi người và việc sắp nhập xã huyện tỉnh sẽ gây ra xáo trộn và tốn kém, phí phạm tài sản khổng lồ mà không giải quyết được bài bản, bài toán, giảm biên chế và nâng cao hiệu quả của công việc. cắt giảm biên chế bằng con đường khác chứ không phải là sắp nhập. Và thời đại ngày nay dựa vào công nghệ để mà giải quyết công việc, nếu cấp trưởng nhìn thấy được mỗi xã chỉ cần từ 3 đến 5 nhân sự thì họ tất đã không nghĩ đến sắp nhập xã và tại sao chỉ 3 đến 5 nhân sự là chỉ một bí thư kiêm chủ tịch, là một chỉ phó chủ tịch trụ trợ giúp cho việc mọi vấn đề và chỉ một nhân sự cho an ninh và chỉ một nhân sự giúp việc văn phòng kiêm công tác đoàn thể và tất cả cũng chỉ bốn người càng gộp lớn thì càng khó quản lý và càng không hiệu quả nhất là đối với các quốc gia có mức độ điện tử hóa và số hóa thấp thời gian vừa qua thì câu chuyện về lạm phát cấp phó không còn là mới câu chuyện này đã được đề cập ở nhiều diễn đàn khác nhau và thậm chí đưa ra xem xét tại quốc hội tuy nhiên sai phạm về dư thừa cấp phó không hề có dấu hiệu giảm và nhiều trường hợp gây bức xúc bất bình trong dư luận xã hội làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ cụ thể, làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội, báo cáo của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh này còn nhiều đơn vị có số lượng lãnh đạo cao hơn nhân viên và điển hình như là Sở Tư pháp có tới 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên và chỉ có 18 công chức với một người lao động. Một số đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường có tới 6 phó giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đến uh, 8 phó giám đốc và đến cuối năm 2016 thì giảm xuống còn 5 phó giám đốc. Trong khi đó thì sở xây dựng cũng có tới 34 lãnh đạo trên tổng số 41 công chức chuyên viên. Sở giáo dục và đào tạo có 36 trên 42, sở y tế có 25 trên 26 và trước đó gây sốc nhất ở thành phố Thanh Hóa dư tới 53 phó phòng không chỉ ở thanh hóa mà ngay thành phố cần thơ cũng có tình trạng này và tại buổi làm việc với đoàn giám sát của quốc hội bà cao thị xuân phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội đặt vấn đề về số lượng cấp phó ở một số thành phố, sở của thành phố Cần Thơ còn nhiều. Ví dụ như Sở Nội vụ có đến 5 cấp phó, Sở Y tế có đến 4 cấp phó và có tình trạng số lượng lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn nhân viên. Như Sở Lao động Thương binh và Xã hội có 22 trưởng, phó phòng trên 15 chuyên viên. Một số sở khác số lãnh đạo cũng khá nhiều như là Sở Y tế có 17 trưởng, phó phòng trên 18 chuyên viên, Sở Tư pháp có 19 trưởng, phó phòng trên 24 chuyên viên. Giải trình với đoàn giám sát của Quốc hội về tình trạng dư cấp phó, câu trả lời chung từ các địa phương thường xoay quanh các lý do như là tồn tại, lịch sử của việc sắp nhập các sở do công việc chuyên môn quá nhiều. Theo phản ánh của báo chí mới đây thì tỉnh Gia Lai cũng nổi lên giữ kỷ lục về việc cơ quan có nhiều lãnh đạo nhất. Sở xây dựng Gia Lai có 33 cán bộ, nhân viên thì trong đó có tới 17 người là cán bộ, gồm có một giám đốc, 4 phó giám đốc, 12 phó trưởng phòng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có 45 cán bộ, nhân viên nhưng có đến 21 lãnh đạo, một giám đốc, 5 phó giám đốc, 15 phó trưởng phòng. Và mới đây thì theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin Sở Nội vụ Hà Nội, số lượng phó giám đốc sở này lên đến 8 người. Tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo cấp sở ban ngành cũng thừa tới 17 cấp phó, Quảng Ngãi cũng dư khoảng 20 phó chủ tịch xã. Ở Nghệ An thì vừa qua sở nội vụ tỉnh này cũng vừa phát hiện thừa gần 200 phó chủ tịch xã. Không chỉ địa phương ngay ở cấp trung ương cũng làm phát cấp phó và việc thừa cấp phó không phải chỉ là một vài hiện tượng mà dường như là cực kỳ phổ biến. Thông tin với báo chí thì cho biết rằng qua khảo sát của bộ đối với một số ngành địa phương cho thấy cấp phó nhiều có ba lý do, đó là khi sắp xếp lại bộ máy thì hợp nhất một số cơ quan phải tôn trọng chức danh phó đang có để bảo đảm ổn định tổ chức, đội ngũ cán bộ. Ngoài ra khi mà tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực cần các chuyên gia làm cấp phó để giúp cấp trưởng quản lý, phụ trách các lĩnh vực chuyên sâu. Công tác cán bộ có việc luân chuyển để mà đào tạo và bồi dưỡng cũng dẫn đến việc bổ sung cấp phó do yêu cầu của công tác cán bộ. Ông Trần Anh Tuấn nêu rằng số lượng cấp phó ở các đơn vị khác nhau không đồng đều và có những đơn vị không sử dụng hết mức cấp phó cho phép và pháp luật quy định vì không thấy cần thiết để bổ sung. Nhưng cũng có những đơn vị vì lý do khách quan hoặc do điều kiện này khác, số lượng cấp phó nhiều hơn quy định và đó đều là những nguyên nhân khách quan. Nhưng tình trạng cấp phó như vậy cũng là vấn đề dư luận quan tâm, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ. Theo thanh tra Bộ Nội vụ thì việc thực hiện hợp nhất và sắp nhập các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố cũng là nguyên nhân. Nói như Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Yên Bái, đại biểu quốc hội khóa 14. Dương Văn Thống thì khó thật, do sắp nhập vào nhiều năm nay nhưng mà không đưa đi đâu được, đành phải để anh em ở lại, hạ xuống cũng không được. Có thể nói hiện nay chúng ta đang biến cấp phó thành cấp hành chính trung gian, ví dụ như ở trung ương cũng như địa phương, đề xuất cái gì thì lại qua, phó phụ trách rồi nghiên cứu sau đó mới đến cấp trưởng hay có nhiều cấp phó vì lý do nếu như không có cấp phó thì nhiều lĩnh vực cấp trưởng lo không nổi trong khi trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta có nhiều cấp phó đến như vậy hiện nay và phải chăng là vì chúng ta không làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của những cơ quan quản lý dưới quyền và chúng ta làm vậy không chỉ làm phình to hơn bộ máy hành chính mà còn dẫn đến tình trạng hiệu quả và hiệu lực công vụ giảm đi cấp phó cũng là một chức quyền và từ chức quyền đó trong cơ chế ngày nay thì rất dễ tạo ra cơ hội họ tìm kiếm lợi ích vì thế mà bổ nhiệm thêm cấp phó cũng là cách ban phát lợi ích cho nhau và gần đây thì có hiện tượng quan chức sắp nghỉ hưu thì bỗng ký đề bạt rất nhiều cấp phó và điều đó cũng phần nào phản ánh hiện thực này nên vấn đề đang đặt ra ở đây là xác định chính xác số lượng cấp phó cần thiết để mà cùng người đứng đầu lãnh đạo đơn vị cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao với con số hơn 39.000 cơ quan hành chính trên cả nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định rằng tăng cấp phó chắc chắn dẫn đến lãng phí cơ sở vật chất và tiền bạc. Vì thêm một cấp phó là thêm phòng làm việc, xe cộ, phụ cấp chức vụ, nhưng tính toán như thế với tất cả các cơ quan đơn vị trong cả nước thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Lãng phí lớn nhất là việc không phân công, phân nhiệm rõ ràng và nhiều cấp phó mà cấp trưởng không làm gì và dẫn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức không cao, phục vụ nhân dân không tốt và đấy mới là cái lãng phí lớn nhất và rất khó để mà đo lường. Đúng là tiêu tốn ngân sách nhiều. Cứ thử hình dung nếu như mà giảm 5 cấp phó xuống còn 2, ở cấp sở còn 1 thì giảm chi phí chừng cỡ nào và ở cấp trung ương giảm đi một thứ trưởng hay là cấp phó là giảm đi bao nhiêu chế độ đi theo chứ không chỉ đơn thuần chỉ là tiền lương. Bên cạnh đó thì như đã nói sự tồn tại của nhiều cấp phó làm cho hoạt động công vụ chậm lại và trách nhiệm giảm đi và những vấn đề đó còn lớn hơn rất nhiều trong lúc chính phủ đang thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy hành chính nhưng ở các cơ quan đơn vị từ địa phương cho đến trung ương thực hiện không nghiêm và chỗ này lập phòng ban mới chỗ kia bổ nhiệm thêm chức danh và dư thừa cấp phó và xem ra việc tinh giản biên chế lại như cái vòng tròn luận quẩn và do đó thì lúc này cần phải có giải pháp quyết liệt mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề lạm phát cấp phó Thiết nghĩ cần thực hiện nghiêm những quy định trong luật tổ chức chính phủ năm 2015 và theo đó thì cấp phó của người đứng đầu bộ cơ quan ngang bộ, thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 người. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6 người, và số lượng cấp phó của người đứng đầu cấp vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị, sự nghiệp, công lập không quá 3 người, và số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người. Quy định hiện hành tại Nghị định số 24 trên 2014, số lượng cấp phó ở các sở của chính quyền địa phương không quá 3 người, nhưng cho phép các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 4 người. Mới đây thì để khắc phục những hạn chế của Nghị định 24 trên 2014 trên NDCP đối với chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã trình dự thảo nghị định thay thế Nghị định 24 trên 2014 trên NDCP và theo đó dự thảo quy định chặt chẽ hơn và số lượng phó giám đốc của Sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh loại đặc biệt và loại 1 có không quá 3 phó giám đốc. Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh loại 2 và loại 3 có không quá 2 phó giám đốc. Đặc biệt dự thảo quy định cả số lượng cấp phó của phòng chuyên môn thuộc sở theo đó thì đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở và thuộc chi cục thuộc sở nếu có từ 5 cho đến 10 biên chế được bố trí một phó trưởng phòng nếu như mà phòng có trên 10 biên chế trở lên thì được bố trí không quá hai phó trưởng phòng giải pháp căn cơ trước mắt hiện nay là yêu cầu tất cả các cơ quan địa phương báo cáo về số lượng cấp phó để mà chấn chỉnh giả soát lại các quy định về bổ nhiệm cấp trưởng và cấp phó ở từng cấp từng ngành bởi ở cấp cao chắc chắn tiêu chuẩn cơ cấu phải khác với cấp dưới do tính chất từng ngành từng nhiệm vụ kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy bổ nhiệm cấp phó không đúng với quy định của pháp luật và nhanh chóng có phương án sắp xếp giải quyết cấp phó dư thừa lịch sử để lại do sắp nhập tăng cường hơn nữa các cuộc thanh tra kiểm tra chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ về tuyển dụng bổ nhiệm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm vai trò gương mẫu tiên phong của cấp ủy và người đứng đầu đảm bảo dân chủ khách quan minh bạch trong việc thực hiện bổ nhiệm cấp phó như vậy thì từ trung ương cho đến địa phương thì cấp phó ở Việt Nam bị lạm phát là bởi vì cấp trưởng quá ngu dốt, học hành không đến nơi đến chốn mà chỉ vì quan hệ ô dù quá lớn hoặc là con ông cháu cha là những thái tử đảng, đó là những người mà học hành chẳng ra gì, hoặc là làm trái chuyên môn giống như ông thủ tướng chính phủ chẳng hạn học về an ninh tình báo nhưng lại chuyển qua nắm về kinh tế của cả một đất nước thì làm sao ông ta có thể làm được giống như một người học văn mà chuyển qua dạy toán vậy chẳng khác một tí nào cả vì vậy mà ở việt nam cấp phó thì quá lạm phát trong khi đó cấp trưởng thì trình độ quá kém và quá tồi tệ như ông bà X Nguyễn Tân Dũng chẳng hạn thì ông ta chỉ học có lớp 3 và chỉ là một y tá trích phòng sốt rét cho những người uh, trốn ở trong rừng đi làm cách mạng mà thôi. Và sau này thì đã leo lên đến chức Thủ tướng Chính phủ. Một người ngu dốt và trình độ yếu kém như vậy nhưng mà lãnh đạo cả một đất nước thì không bị sụp đổ hoặc là bị nghèo đói mới là một điều lạc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.